Sáng ngày 30 tháng 11, trường tiểu học Trần Hưng Đạo tổ chức chương trình ngoại khóa tuyên truyền phổ biến luật an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, kỹ năng sống cho học sinh, cán bộ, giáo viên. Trong chương trình, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố đã hướng dẫn hơn 400 học sinh nhà trường tìm hiểu về luật an toàn giao thông, nhận biết các biển báo hiệu giao thông phổ biến, tuân thủ đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Cũng tại chương trình, cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường cũng được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy phổ biến những kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy như nguy cơ, nguyên nhân dẫn đến cháy nổ trong gia đình, nhà trường, các biện pháp phòng ngừa, cấu tạo và cách sử dụng bình bột chữa cháy, đồng thời trực tiếp tham gia thực hành kỹ năng dập tắt đám cháy giả định trong trường học. Nhân dịp này, Trung tâm Kỹ năng Sống Tâm Việt Quảng Ninh đã truyền thông hướng dẫn học sinh nhà trường những kiến thức kỹ năng cơ bản về phòng tránh, ngăn ngừa nguy cơ bị xâm hại. Chương trình ngoại khóa nhằm cung cấp cho học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường những kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, chủ động phòng ngừa cháy nổ, có kỹ năng ngăn ngừa, phòng tránh xâm hại trẻ em, từ đó xây dựng một môi trường học tập vui chơi lành mạnh và an toàn.